rồi. Đấy, vừa giao dịch xong con này. Xong chơi phôi rẻ. Đấy. Đặt tiền vào góc đi. Đặt tiền 4 to vào. Đưa bà con đi 8 lít hay 5 lít nhỉ? 8 lít đi nhỉ. Ghê quá. Đấy, là góc này mua sướng lắm. Hợp lý hơn, đằng kia sợ lắm. Bây giờ tí tiếp ra lấy nhá. Đấy, giao dịch cái, cố gắng giao dịch mỗi bác mấy cây. Cứ dần dần, mà tiền đâu mà chơi. Không quay phim các bác ghét. Nhìn bà, nhìn. Bà là mẹ nhìn cái thằng này mày suốt ngày quay phim chả thấy quay mua cây gì. Này, con này hay phết nhưng mỗi tội là mẹ cái sẹo kia để toát quá. Nhưng mà cây nào phải có cái sẹo được. Không, ý là cây là để toát quét chứ không phải sẹo. Nhưng cũng được. Không là ăn được. Đấy, mặc quần đấy. Nhân. Hồ đơn này của bác nào không biết? Của cái bác này. Ghê nhỉ, hoa ác nhỉ. Cái này bao nhiêu tiền bác? Bao tiền? Không phải lặng tai quá. Hoa đẹp nhỉ. Đấy, một thân đấy. Đấy. Lại đã lên giá chưa? Giá nó thêm chỉ có 15.000 tiền trồng thôi. 20.000 tiền trồng. Trồng con này mà chủ trước mà không bấy gốc là không biết đâu nhỉ. Nó bị hở có mấy đoạn này. Ngày xưa mà cái đường Nguyễn Chí Thanh nó mở rộng nó cũng bỏ cái một loạt đoạn này. Cái đoạn có một loại đồng mút được thơm. Không, cái bụi nó to lắm, to gốc nó toàn nghe này bọn ở ngồi đấy. À đây em bảo chi dinh đấy nó múc đi mà múc đi nó có bọn ấy đấy. Đợt bận đi làm quá thầy nó đang quan cái to mà bệ nó chun rụt xuống bởi vì cứ lên là cắt đi mà. Nó thế nhá, nó đợt được hỏi là đang chưa chán còn hỏi cái bọn này liều người nó đánh cái nào đẹp lắm đấy. Cứ đào trở lên đấy quá tiếc. Chân châu à? Chân châu của mình à anh? Chân châu của quá đấy. Đây đây. Cũng ba tiền. Thế là cùng bao nhiêu đây? Được chưa? Một thân là một cây đấy. Bốn triệu anh ạ. Bốn triệu à? Chúng ta sẽ ra một thêm một cây. Biết rồi, lạ gì đâu. Điều chưa được ưng ý lắm. Giờ bọn sai không quan trọng là 4 hay 5 nữa. Ừ, nhưng mà nó cứ hợp hợp nó được. Vâng. Cứ thiên nhiên, tự nhiên thế này. Ui, lộc vườn ghê quá. Lộc vườn này của bác này. Lộc vườn này bao tiền đấy? 4. 4 à? Nhà bác mời 4. Bốn triệu bên này thôi á. Cái này của anh Kiệt à? Không phải à? Một vườn ghê quá anh. Đây rồi như cái ô bao nhiêu đấy như cái ô.
triệu. Của anh à? Mà ra đấy. Đi gì nhỉ? Hoa thứ nhất là vừng. Vừng một số dòng nó rất lâu ra hoa ấy. Con này chạy. Chơi được. Chơi được. Gì đây? Kinh đấy nhỉ? Lại định nhét sang cái chậu kia luôn à? Đấy, cho chậu luôn. Ghê quá. Nhân thật đấy, quay luôn cái nhân thật nhỏ. Nhân này lên sóng nhiều rồi. Lên sóng nhiều. Nhiều hết cả sóng. To quá, không hợp gu. Đẹp. Rồi, khu vực bán phôi dương sắc. Sung rất nhiều quả. Đang lượn hết đằng kia. Đấy kìa kìa, khu vực đông lúc. Chỗ cây lục vực này, 4 triệu. Ba của mình hả bác? Ba tiền đấy. Ba triệu đấy. Ba triệu. Ba lồng. Còn cái từng vi này thì bao nhiêu? 4 triệu. Tăng hơn cơ. À. 4 triệu, 3 triệu rưỡi. Này thì cán thì được, nhưng mà bệ thì kém quá. Chả là con là hàm chỉnh này. Của anh à? Bao nhiêu ấy? Đẹp quá nhỉ, đáng chơi đấy, tung nó phải trực. Triệu cái tùng xinh đáng các bác, tất nhiên nó có mềm hơn tí nữa nhưng mà nó là một cái tùng đáng mua đấy. Khi mình vỏ thì nó khóc ra thì sướng lắm. Hôm nay có cái gì đẹp không chú? À, của chú à? Không, vô tất mà.
vừa vào bán tiền chú nhỉ? Quạt cái là toàn phẫu thuật luôn. Như con ngắn ngắn này thì bao nhiêu ấy? Cái này á? Cái này 200. Cái chanh của mày bao tiền? Kìa bên kia này. Bên này nó ngang ngang. Vâng, nếu bên dựng bên này thì cái ngọn này này. Đây này, cái ba bông này là không ăn lên, còn cái thằng này rất sang mạng kia. Thuận cũng phải mỏng thuận đi luôn. Chiều nhìn quá rồi. Nhìn đây là nó ngược. Cái này nó phải bắt ra là mấy ngàn. Chiếc lắp sổ triệu đấy. Nó chỉ lấy của 200. Cái này bắt ra. Thích màu cái chỉ nhìn cái màu da cái này. Không phải lấy này. Đây đang lấy thằng này làm ngọn gì nữa. Không biết đúng là lấy cái này làm ngọn. Năm nay cái này là giờ chơi cây mới là sướng ấy. Mùa rất dễ. Móng rẻ nó đẹp. Rẻ. Nó lên đây cái đó, vẻ ở đây nó ngược, lên đây cái thằng này phải xoáy đi, còn thằng này phải bắt. Cũng về cũng lái lại cũng được. Quấy lại được mà, cái này quấy này đấy, quấy xong đấy, quấy đơn giản. Cây này nghệ thuật phết đấy, cho lên cái ang mà, cho lên cái ang có đá xà xà ra, úi, vui rồi đấy. Được đấy, để chờ nhìn cảm giác thế thôi. Ôi, cảm giác là được. À, về choi chậu không cao đúng đẹp rồi. Mà là làm cái ăn bổ sục này cũng thả nó xà ra làm mấy hòn đá quanh quanh ngang nhưng mà cũng ngang ngang quét cái bảo thật. Làm ngọn thắt một cái chỗ đi mật.